thần. À, nói chung là hồi đó thì cũng donate Khải các kiểu mà Khải không biết. Bây giờ mới vô game, mà vô game thì cũng đâu thông báo anh biết đâu. Vô game chơi cũng âm thầm chơi đã donate vài lần nữa. Ủa mình không hiểu, giờ mới hỏi ra là cũng hay xem kênh live stream. Đó. Kiểu lâu hôm trước là chuyển phá chưa em? Em chưa, em vẫn có đăng quyền. Vâng, và đăng quyền. Xét đồ ngon, xét đồ ngon. Xét đồ này ngon mà đánh không lên top là hay canh nhờ. Ôi giời, em full max, full mấy đồ này em thì em không biết đánh. Em cho thằng bạn nó build đồ hộ, nó cho nó. Cái set đồ này là quá đẹp luôn em. Rồi à, anh em cùng xem set đồ killer này. Một người em, một người bạn người, cũng trên YouTube thôi. Xong đầu là thấy Khải like rồi vô tải game về chơi thôi anh em. Ủng hộ donate bữa giờ các kiểu hóng binh đồ cũng khá là nhiều. Đó, một cái nón kháng hỏa 23. Trong 40 thiệt anh em nhìn set đồ nhìn ghiền vãi nồi luôn anh em. Rồi, một cây vũ khí 20-40. Thấy không? Chắc không? Đúng đại gia hôm nay, đại gia ngầm hôm nay không chấp. Giá chiên 16 hợp kim, giá chiên này em mua của ai đây? Giá chiên mua của hình như là của Hải Lê nhưng mà thấy bọn nó bảo là của Quý à? À không không không, giá chiên này không phải Quý đâu, Quý có một giai đang rao chưa em mua. Cái này là của bà Tân. Bà Tân đánh ra ấy. Mà công nhận bà Tân đánh nhiều đồ VIP mà lúc mình xanh mình không được rồi gì mình không hiểu ra. Không hiểu. Bà Tân là xin. Mình không hiểu được cái vấn đề là bà Tân tự xanh á thì ra đồ rất là ngon. Mà xanh cảm giác xanh nhờ mình rồi xanh thần Nam Bi rồi ra đảo. Chịu. Rồi vào tay, trời ơi vào tay 540, ngập bò 540, đặt móc anh em ơi, đặt móc chón 80 580. Đó. Rồi. Ui, khăn lôi 29.03. Ui, dây ngon này 43. Cái này 40 cũng ok rồi nhưng mà 38 cũng được. Cái này giỏ đang mà anh em 40 cũng được là đẹp mắt mắt tóc rồi. Khăn lôi 27. Nhẫn, ui, nhẫn đẹp này, 19-40 sinh lực cao này, cứ giỏ đang sinh lực cao là ok. Đai lưng, 25-30, đó, hiện tại hiệu ứng thì quá đẹp anh em. À, 80 chón, kháng cũng khá ok, trên 20. Rồi giá chuyền kháng cả 16. Rồi làm chậm 80, sinh lực cao. Từ ngập bội với lại bao tay, dòng 2, kích được nha anh em, tại vì mang cái nhẫn. 29 này, nhẫn kháng lô 29 này với lại giày kháng lô 27 là đủ kích được dòng 2 rồi. Đó. Cái nhẫn đẹp này, 19-40 sinh lực cao này. Nội lực luôn, quá chất. Đó, xét đồ nhà thôi anh em, giờ đang quyền anh em. Xét đồ, đẹp. Đúng rồi, xét đồ đúng đẹp mà, đẹp đấy. Xét đồ này ngon mà. Chả chơi được chứ. Chả chơi được nào. Xét đồ này là no 2. Đồ này đâu phải là nó bọn kia nó không bán. Nó gom đồ không anh? Có thằng cái thằng 25-40 nó không bán này. Thằng nhẫn các thứ nó không bán này, bao tay nó không bán này. Buộc phải chấp nhận phải lấy là thôi thì mất thời gian để lấy cái hai. Đẹp đẹp. Chỉ gọi là thuộc dạng top thôi chứ không phải là cái đầu. Cái đầu bên kia nó không bán. Rồi, đó sẽ đổi cho thôi anh em một con chiếu giả. Cấp cấp bao nhiêu em? 103, 104 hả? Em 103 anh ơi. 103, hạng 45. Em có chuyên bao giờ đâu. À, nói chung là set đồ là hiệu ứng là khá ngộ đẹp. Chón 80. Mà em đâu? 580. Và chúng đọc 70, số lượng lực cao. Khăn lôi là tầm này là đẹp rồi, 29, 27 và lại 16 là có thể đạt số mấy 70 rồi. Khăn lôi tầm này vô đánh vô tư rồi. Không đi nhau quá đâu. Khăn lôi là số 75 rồi, 75 rồi. Ừ, 29, 50, 50, 66, 75 vô tư đúng rồi. Sức đồ đẹp quá. Quá đẹp. Đại gia ngầm đó nè em. Anh em đang xem đừng quên cho Killer 15 chia sẻ nha nè em ơi. Sức đồ quá chất.